Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Lá thơ hải ngoại kính gửi Đức Thầy do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đội ơn Đức Thầy, con là Nguyễn Thanh Tùng Lễ Kính, đội ơn Thầy đã chấp nhận con. Sáu đường con đã đi mòn, mà không ra khỏi vẫn còn đến nay, trong bóng tối đêm dài vô tận, may mắn thay gặp ánh hào quang. Thầy soi cho thấu con đàn dẫn con ra khỏi hố hang quỷ tà. Thầy là đấng cha lành cứu thế của chúng sanh bốn bể năm châu, thầy lo thức trắng canh thâu. Soạn bài cho trẻ học trầu Phật tiên, biết bao kiếp lái thuyền đơn độc, chịu phong ba khó nhọc chẳng màng. Vào ra khắp cả thế gian, gọi kêu cứu vớt cả đàn con thơ, thậm chí đến bây giờ đời tận, thầy vẫn còn kể cận chúng con, réo kêu dục thúc dập dồn để con không phải xác hồn nát tan ân đức ấy bạc vàng khó sánh con nguyện luôn mang gánh trong lòng vâng lời ra sức dày công tu hành cho đạt để không phụ thầy tuy trò sống ở ngoài hải ngoại xa cách thầy nhưng lại thấy gần tiếng thầy giảng thuyết dạy răn con nghe hằng bữa chuyên cần làm theo khi có dịp trở về quê nội xin cho trò cơ hội gặp thầy cúi đầu bái tạ ân sư đại minh, đại trí, đại tử, đại bi. Lời sau cuối không gì hơn hết, cho chúc thầy sức khỏe nhàn an, để mà lưu trụ thế gian. Lâu dài dắt chúng vượt đảng tử xanh, Nam Mô A Di Đà Phật. Y Linh nói, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023, trò Nguyễn Thanh Tùng. Trò thanh tùng pháp danh thanh chân cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo hòa hảo Việt kiều Mỹ gửi cho kỳ vân cư sĩ lá thơ xin được diện kiến Đức Thầy Bần Sĩ vô danh. Chờ Thầy về nguyên sắc nguyên hình. Đa số tín đồ Phật giáo hòa hảo chờ Thầy về nguyên sắc nguyên hình trai trẻ giống in như lúc Thầy ra đi năm 1947. Trò đòi Thầy về giống in xác trai trẻ trò mới chịu nhận Thầy. Ta nói rằng ta chẳng ai nhìn, thân người chẳng có hỡi giống in đạo đời không giống ai nữa hết, chỉ còn người đạo điểm đức tin. Đi sâu trơn lý thời mới biết, long lọc gội thân sạch sẽ mình, thì là mới hiểu ta nơi thế. Là ai rồi biết để cầu xin. Quay về nguồn cội trang 201, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1997. Thì văn giáo lý của Ngài Thanh Sĩ, tức bụng trị hằng Nga, thầy tiên môn đệ tục, đạo tránh tín đồ tà, cha hiền sanh con dữ tức bụng chị hằng nga hằng nga bóng vẫn sáng mặc dù nhiều mây áng khi ngọn gió thổi qua ánh trăng hườn tỏ dạng tỏ dạng là ánh trăng mây không thể cản ngăn cản ngăn chỉ phí sức không thắng nổi chị hằng chị hằng soi thế gian cho kẻ tối thế đàn không vì câu danh lợi vạn cổ vẫn minh quang minh quang tánh của trăng như minh quang đạo hằng, khoảng thế gian càng tối, ánh quang minh càng tăng. Lá thờ Đông Kinh quyển 1, trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày mùng 10 tháng 6 năm 1964. Ngài Thanh Sĩ tiên tri cuối hạ ngươn, Đức Phật Thầy Giáng Trần Cứu Thế, tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ phải mượn xác nữ cư sĩ hằng Nga, chị hằng mặc cho người trong bồn đạo chấp tướng chấp danh dèm xiềm chê bai nhún chề chế nhạo Đức Phật Thầy. Nhưng hào quang Đức Ngài càng tăng, càng ứng khẩu thuyết pháp thao thao bất tuyệt để độ bá ra kịp dự hội Long Hoa. Kỳ vân cư sĩ siêu tầm Sydney, ngày 10 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.